chào các bạn đã trở lại với kênh Mai Trung Vlog. Hôm nay mình sẽ đi quay chia sẻ cho các bạn một ngôi nhà thờ thuộc giáo xứ Rạng Đông, Nghĩa Hưng, Nam Định. Để mình sẽ đi quay chi tiết để giới thiệu tất cả mọi người nhé. Đây là toàn cảnh phía trước của ngôi nhà thờ nhé mọi người nhé. Đứng ở giữa còn hai thiên thần đứng hai bên, có hàng cây thông. Đây là khu vực tượng ông thánh Đa Minh nhé mọi người. Bên này là có pho tượng Đức Mẹ Na Vang nhé mọi người nhé. Đức Mẹ Na Vang được tạc bằng đá trắng, nhìn rất là đẹp. Na Vang mọi người. Quan viên của nhà thờ có những cái gốc cây nhìn rất là đẹp mọi người. Trong nhà thờ hiện là đang là có lễ nha mọi người nhé. Đi quay ở bên ngoài. Quan viên nhà thờ thì rất là rộng rãi, đẹp. Nắp bằng gạch men rất là sạch sẽ. Còn đây là phía hông của nhà thờ nha mọi người nhé. Nhà thờ mới được sơn sửa lại nhìn rất là đẹp. Màu sơn vẫn còn đang mới. Viên nhà thờ rất là rộng rãi, thoáng mát. Bên đây có một cây xanh rất là đẹp, nhưng họ đã cắt hết lá đi để cho nó đâm những cái mầm non khác ra nhé mọi người. Này có tượng Chúa Giêsu, hai thiên thần đứng hai bên, hai bức tượng phù điêu của Đức Giáo Hoàng. Phía đầu của nhà thờ nhé mọi người nhé.
bên này tượng ông Thánh Du Xe nhé mọi người nhé. Thánh Du Xe có hai tượng thiên thần đứng ở hai bên. Đây còn một thiên thần nhỏ mặc áo đen đứng ở dưới đây này. Đây là tượng ông Thánh Du Xe nhé mọi người nhé. Ông Thánh Du Xe bế Chúa Con. Ở phía nam của nhà thờ nhé mọi người nhé. Nhà thờ nhìn rất là mới đẹp. Đây là giáo xứ Vạn Đông, Nghĩa Hưng, Nam Định nhé mọi người nhé. Lúc cha đang cho mọi người rước lễ nhé mọi người nhé. Mình đã đi vào phía trong ngoài nhà thờ. Thank you.
Và bây giờ mình xin phép kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp nha. Đoạn đây.